Nghệ sĩ Linh Tâm tổ chức cúng 100 ngày mất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại Mỹ. Chiều 12 tháng 6 theo giờ địa phương tại tiểu bang California, Mỹ, nghệ sĩ Linh Tâm tổ chức lễ cúng 100 ngày mất nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đến dự có các nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, Cẩm Thu, Flip Nam, Tuấn Châu, ca sĩ soạn giả Nguyễn Tâm. Các nghệ sĩ cùng ôn lại nhiều kỷ niệm vui về cố nghệ sĩ, nhất là nhắc đến chuyến lưu diễn của ông tại Mỹ và phục vụ khán giả kiều bào được đón nhận của Vũ nồng nhiệt. Tôi xem nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là người anh lớn trong nghề, người thầy. Do đó, sau khi tham dự tang lễ của anh tại quê nhà, về lại Mỹ tôi đã thực hiện việc lập bàn thờ của anh tại nhà riêng, có nhiều kỷ niệm không thể quên về sự dìu dắt, chỉ dẫn và cả những lời khuyên hết sức chân thành của anh dành cho tôi trên con đường nghệ thuật, nghệ sĩ Linh Tâm bày tỏ. Ông cũng cho biết trong thời gian tới ông sẽ thực hiện lại nhiều trích đoạn cải lương tuồng cổ đã từng được công chúng yêu mến khi diễn với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tôi kỳ vọng có cơ hội để thể hiện những vai diễn để đời của anh Vũ Linh, qua đó là hành trang quý cho các bạn diễn viên trẻ khi họ muốn học nghề của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ Linh Tâm nói. Ông nhắc lại nguyện ước của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là được truyền nghề cho các diễn viên trẻ. Do đó, ông đã rất tâm huyết và nỗ lực dàn dựng các chương trình nghệ thuật mang chủ đề Người đưa đò để hướng dẫn các diễn viên trẻ thể hiện những nhân vật có tâm trạng phức tạp, đòi hỏi nhiều kỹ năng trên sân khấu tuồng cổ. Anh ấy đã sống cả đời cho sàn diễn cải lương và tuồng cổ. Sự ra đi của anh đã khiến giới nghệ sĩ khán giả thương tiếc. Tôi không thể tin anh ấy đã mất vì mỗi lời ca câu thoại, mỗi vai diễn mà tôi may mắn được anh ấy đúc kết, chia sẻ vẫn luôn ở bên tai tôi, nghệ sĩ Linh Tâm xúc động. Tại thành phố Hồ Chí Minh, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng tổ chức cúng 100 ngày mất cha mình tại nghĩa trang Hoa Viên, Bình Dương, thu hút đông đảo khán giả đến viếng mộ và thắp hương tưởng nhớ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.